xin trọng kính chào quý khán thân giả đang đón xem chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 24 tháng 9 năm 2024. Trong tất cả các cuộc bầu cử Hoa Kỳ, chắc quý vị đều nghe cái thuật ngữ là các tiểu bang chiến trường, swing vote, state, là những tiểu bang nó sẽ đưa đến những kết quả quyết định trong các cuộc bầu cử tổng thống. Và những cái tiểu bang đó, tại sao người ta đưa ra hình thành cái khái niệm như vậy? Và những tiểu bang đó bây giờ là những tiểu bang nào? Thì đó là cái chủ đề anh em chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đô Dũng. Chào anh Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thực ra chúng ta biết những tiểu bang đó tiểu bang nào rồi. Và ở đây chúng tôi muốn nói thêm với quý vị là những tiểu bang này thay đổi như thế nào và nóng như thế nào từng ngày. Đó là cái điều chúng tôi muốn nói. Hiện nay chúng ta biết đó, là có 7 tiểu bang chiến trường trong số 50 tiểu bang của bầu cử của Mỹ và bảy tiểu bang này bao gồm là miền Tây có Nevada, Arizona, miền Trung Tây có Wisconsin, Michigan và miền Đông có Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Đây là bảy tiểu bang chiến trường mà nó bao gồm 94 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. Tức là chưa tới 20% của 538 phiếu đại cử tri này. Trước đây người ta thường hay nói là trong 538 phiếu đại cử tri này nếu mà ứng cử viên nào thắng đội chừng 6 tiểu bang lớn. 5 tới 6 tiểu bang lớn, các tiểu bang lớn nó bao gồm là chẳng hạn như California này, Texas này, Florida này, New York này, Pennsylvania này và Ohio à và Illinois. 6 tiểu bang thì không đó mà chúng ta cộng lại đó là nó có thể gọi là đạt con số như là khá lớn à, ví dụ như California là trên 50, mươi Texas là 40, là khoảng cứ gần trăm rồi Florida ba chục là khoảng trăm ba trăm ba rồi New York khoảng cỡ ba chục nó là trăm sáu trăm sáu Pennsylvania khoảng hai chục nó là hai trăm tám rồi gần trăm tám à, Illinois khoảng gần hai chục đó coi như là cỡ hai trăm gần hai trăm và thêm một số tiểu bang nhỏ nó đủ nhưng mà như vậy thì quá dễ nếu những tiểu bang này nghiêng về một đảng thì dễ thôi nhưng mà trên thực tế nó không phải như vậy những tiểu bang này nó là hình thành quý vị thấy trên bản đồ đó đỏ ra đỏ xanh ra xanh nó rõ ràng thấy không chỉ có bảy cái tiểu bang còn lại chúng ta thấy nó màu màu vàng vàng đó như tôi chỉ đây là Nevada chúng tôi sẽ coi là cái laptop của tôi đây à, đây tôi thấy màu vàng này Nevada Arizona Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Cộng lại 7 tiểu bang là 94, 94 phiếu. Thì nói một cách khác là gì? Các tiểu bang khác là coi như đã ổn định. Ai bầu ai là coi như là không thay đổi. Cái số phiếu đại cử tri của hai ứng cử viên Cộng hòa Dân Chủ lấy là không thay đổi. Bây giờ 7 tiểu bang này mà thay đổi chỉ cần một chút xíu thôi. Trong 94 phiếu này. Nếu mà chia đôi nó bao nhiêu anh? Là 40... Yeah. 47 47 đúng không ừ. Anh nào hay chị nào mà lấy được cỡ 48 là có thể thắng <laughs> <laughs> Đúng không uh, yes. Chỉ cần trên một một phiếu thôi là thắng Cho nên cái tình trạng bảy tiểu bang này nó thay đổi Nó sẽ làm thay đổi Cái cán cân bầu cử mỗi ngày Thậm chí là mỗi phút mỗi giây luôn lên đồng. Anh có tin điều đó không yep, đó. Yep, yep. Thì Năm 2020 đó Chúng ta thấy nè ông Biden thắng là nhờ thắng ba cái tiểu bang mà chiến trường này nó, nó có con số rất ít đó là Arizona, Nevada và Georgia cho nên ông đạt được 300 là hai phiếu đại cử tri năm 2020 đó ông hơn ông lúc đó đó là ba cái tiểu bang này là tổng cộng khoảng 32 phiếu rồi cộng với lại các tiểu bang khác mà ông thắng nó chẳng hạn như là Pennsylvania, New Hampshire, uh, à xin lỗi. Uh, Pennsylvania, North Carolina, Michigan, uh, Wisconsin, tức là ông ông thêm ông ông thắng được bảy cái tiểu bang này, đúng rồi ông thắng bảy tiểu bang này mà năm nay bảy tiểu bang này cũng sẽ trở lại, mà trong đó chúng ta thấy đó là mấy cái tiểu bang này á, thắng không có nhiều phiếu. Thắng không có nhiều phiếu cho lắm. À, nếu chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy là gì? À, để coi cây uh, cái con số nó uh, ví dụ như là năm 2020, ông thắng ở Arizona có 10.457 phiếu thôi. Ở Georgia có 11.779 phiếu thôi. Michigan thì là 154.188 phiếu, con số khá lớn. Nevada có 33.596 phiếu. Pennsylvania thì 80.555 phiếu. Ờ à, so với con số 19 phiếu đại cử tri thì con số này không lớn lắm. Một con xin có 20.682 phiếu và North Carolina là ông Trump thắng 74.483 phiếu. Thì à, chúng ta thấy đó ở Michigan là con số lớn 154.188 còn lại chúng ta thấy như Nevada Georgia và uh, Wisconsin ba con số nhỏ lắm Arizona có hơn 10.000 Georgia có hơn 11.000 và Wisconsin có hơn 20.000 làm thấy không? Đây là những con số rất nhỏ và có thể trong năm nay nó thay đổi đó là cái mà chúng ta để uh, sơ khởi như vậy thưa lòng à, khi nói về các tiểu bang chiến trường thưa quý vị chúng tôi cũng có nói với quý vị là nó thay đổi theo cái từng mùa bầu cử và cái sự thay đổi đó nó đến từ ở đâu thứ nhất nó đến từ sự thay đổi thành phần dân số <laughs> thành phần dân số nghiêng uh, về cái hướng nào thì cái hướng đó sẽ 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 thắng nghiêng về hướng dân chủ thì dân chủ sẽ thắng nghiêng về phía cộng hòa sự cộng hòa sẽ thắng và thành phần dân số thì bao gồm những ai thành phần dân số ở nước mỹ đặc biệt chúng ta chú ý thứ nhất những địa điểm thứ nhất thành phần dân số bao gồm những sắc tộc nào những cái dân tộc nào thứ hai là cái trình độ học vấn như thế nào và thứ hai tuổi tác như thế nào đó là những điều mà chúng ta sẽ đi sâu vào trong 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 những phần sau này nhưng mà trước mắt chúng tôi chỉ nói đến nhắc đến quý vị là cái sự thay đổi của À, các tiểu bang à, gọi là tiểu bang chiến trường nó thay đổi theo từng cái mùa bầu cử thì chúng tôi nhắc lại một cái quá khứ lịch sử để cho chúng ta có thể nắm được những cái cái cái, cái vấn đề này xin ban kỹ thuật cho xem màn ảnh laptop của tôi trong cuộc tranh cử năm 2024 nhìn lên bản ảnh trái của quý vị giữa ông John Kerry với tổng thống Bush con 2000... 2004 sau khi <laughs> 2004, <cười> 2004 <cười> thì những tiểu bang chiến trường trong thời trong cái cuộc đua đó là tiểu bang Ohio, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, New Hampshire, Iowa và New Mexico. Đó là những tiểu bang đưa đến cái quyết định để mà ông George W. Bush chiến thắng. Nhưng mà sang qua cuộc bầu cử năm 2008 thì những tiểu bang chiến trường nó ngắn lại. Ờ, uh, 2004 chúng ta có 2, 4, 5, chúng ta có 7 tiểu bang. Thì qua sang 2008 cuộc đối đầu giữa ông Obama và ông John McCain thì chỉ còn 5 tiểu bang gọi là 5 tiểu bang chiến trường, North Carolina, Florida, Indiana, Missouri và Montana. Sang qua năm 2012 là chỉ có 3 tiểu bang chiến trường, Ohio, North Carolina, Florida trong cuộc đối đầu giữa ông Obama với ông Mitt Romney. Sang qua năm 2016 đây là một cái năm mà chúng tôi thấy nói rằng là uh, có nhiều cái sự biến động và uh, thay đổi cái cả bộ mặt lịch sử của nước Mỹ thi những tiểu bang chiến trường của năm 2016 như chúng ta thấy ở đây là hai ban. tiểu bang, bao gồm tiểu bang Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, New Hampshire, Florida, Michigan, Maine và Minnesota. Nhưng bây giờ sang quan sự sang qua tiểu, năm 2020 thì các con số tiểu bang chiến trường bây giờ nó tập trung lại là 7. Là Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona và Georgia. Và năm nay người ta dự đoán là cũng chính 7 tiểu bang của năm 2020 đưa đến quyết định ai sẽ là người chiến thắng sẽ nắm vai trò như thế ở trong cuộc đua năm 2024. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi gửi đến cho quý vị để chúng ta có một cái sự hình dung là những cái sự biến chuyển của các tiểu bang chiến trường đó, đó, từ tiểu bang này nó sang qua cái tiểu bang kia và bây giờ chúng ta đi sâu vào cái chuyện là bảy tiểu bang được xem là tiểu bang chiến trường của năm 2020 và cũng như năm 2024 Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona và Georgia. Ở tại tiểu bang ba uh, tiểu bang mà chúng tôi nói Arizona, Georgia và à, tiểu bang Michigan. Michigan từ xưa đến giờ được xem là Blue Wall là tiểu bang là của Đảng Dân chủ bởi vì ở đây là ba cái hãng xe hơi lớn ở đó và nơi đây có cái hệ thống gọi là nghiệp đoàn lớn là cái xương sống của Đảng Dân chủ. Nhưng bà Hillary Clinton lại thua tiểu bang này năm 2016. Ông Biden lấy lại năm 2020. Nhưng mà trong năm 20 thì hai tiểu bang là được xem là hai tiểu bang đỏ Arizona và tiểu bang Georgia. Rốt cuộc hai tiểu bang này lại bỏ phiếu cho ông Biden. Bây giờ năm 2024 này nó có những sự thay đổi như thế nào mà chúng ta có thể chúng ta thấy rằng là cái chiều hướng nó đi về đâu? Thành Vâng. Uh, trở lại với 2016 ta thấy là cái mà người ta ngạc nhiên nhất là Pennsylvania, Wisconsin, Michigan Đấy, Lông nói là Lông nói của mình Michigan là nó chưa đủ. Ba cái tiểu bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan nó là ba cái tiểu bang mà coi như là trước giờ được coi là thành trì của Đảng Dân Chủ. Thì khi đó ông Trump thắng và đến năm 2020 thì ông Biden lấy lại. Đó. Và ông Biden thêm được cái Arizona và Georgia. Đó là hai cái tiểu bang mà hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là con số nó rất là thấp Khác biệt rất là thấp. À, tại sao nó có những thay đổi này? Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng để màn hình FPTN. Cảm ơn quý vị đã mình của đài truyền hình FPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình xoáy tin. Chúng tôi đang nói về câu chuyện của 7 tiểu bang chiến trường mà nó có thể ảnh hưởng rất là mạnh. Và nếu ảnh nói thẳng luôn ảnh hưởng chính trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Và đó là 7 tiểu bang Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Thì thường thường trước cái giờ đó, nếu chúng ta nhìn mà nãy anh Long trình bày, quý vị thấy đó, nó theo cái truyền thống đó, đa số các ứng cử viên dân chủ mà đang ứng cử tổng thống họ dựa vào hai cái vùng đó là vùng phía tây nước Mỹ và vùng đông bắc vùng phía tây thì chúng ta thấy có những tiểu bang cấp tiến mà bên ông Trump gọi là tiểu bang phản động chẳng hạn như là California, Oregon, Washington đây là cũng là những tiểu bang lớn luôn số phiếu đạt cực kỳ hoặc lớn và vùng New England là đông bắc của nước Mỹ bao gồm như Connecticut, New York, Massachusetts, Maine, Vermont này đây cũng là những tiểu bang phản động luôn theo như uh, ông Trump nói. Còn phía Cộng hòa thường dựa ở những tiểu bang vùng Deep South tức là bên dân chủ cũng gọi là phản động luôn đó. Deep South tức là phía sâu về phía nam nước Mỹ. Ví dụ như Alabama Mississippi, Texas, Arkansas, Tennessee, Florida, Georgia, vân 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 vân, Arizona đó. Nhưng mà gần đây tự nhiên đó, là trong cái vùng Deep South ta nhìn đó và vùng phía tây đó nó có những tiểu bang rớt vào tiểu bang chiến trường và cả cái vùng phía bắc luôn đó phía bắc phía bắc thì ta thấy chẳng hạn như là Pennsylvania, Wisconsin, Michigan những tiểu bang này thường là nó nó, nó như chúng tôi nói nãy là nó có những nghiệp đoàn lao động và nó giáp với Canada Canada là cái quốc gia mà gọi là siêu cộng sản hội chủ nghĩa theo định nghĩa của bảo thủ đúng không? Đó thành nhắn bị ảnh hưởng rồi tiếp sau ta thấy có georgia arizona nevada đúng không North Carolina, North Carolina là thành trì của nội chiến còn georgia là nhớ các bạn georgia in may may đại khái như thế arizona thì cái nơi mà sa mạc toàn nó thấy là đến đó có một thời gian tôi thấy toàn red night, red night là rét nách rét nách cái tiếng lóng gọi là những người chăn bò đó ở ngoài đồng hết cái cổ đỏ lên nó đại khái như thế nhưng bây giờ tự nhiên mấy tiểu bang này trở thành tiểu bang chiến trường là sao? Nevada, quý vị đi quý vị thấy sa mạc không à? Quý vị đến Las Vegas quý vị thấy đó, toàn là những cái hình ảnh cao bồi, đi ngựa, đội nón cao bồi, mang súng, không? Cái bảo thủ ghê lắm. Quý vị biết cái ông cố thực nghị sĩ Harry Ray của tiểu bang này trước đây từng làm trưởng khối thiểu số với đa số đảng dân chủ ở tại thượng viện này ông cũng là dân sở hữu súng luôn và thành viên của NRA đủ biết bảo thủ cỡ nào thì Arizona là một loại bảo thủ nữa là đứng đầu là ông John McCain anh hùng của nước Mỹ đúng không rồi Georgia nữa North Carolina đó, đó, theo đó bây giờ tại sao mấy tiểu bang này trở thành chiến trường lý do đầu tiên dân số thay đổi dân số thay đổi Nevada nếu quý vị đến trong bài quý vị thấy chủ trong bài vẫn là Gia trắng những người mà điều hành sòng bài vẫn là da trắng chính quyền đây vẫn là da trắng nhưng những người chia bài và những người làm công việc tạp vụ đó không phải mắt xanh mua đó tóc vàng sợi nhỏ họ đến nó thời gian đầu họ chưa phải công dân 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 họ trở thành công dân và họ trở thành một khối cử tri càng ngày càng lớn đâm nó thay đổi cái gọi là gì dân số ở đây thành phần dân số thành phần dân số nha cảm ơn anh Georgia cũng vậy Nó là deep sao Bảo thủ ghê lắm. Nhưng mà Di dân các nơi đến Đặc biệt cộng đồng của châu Á Trong đó cộng đồng Việt Nam Năm 2020 nhiều người nói với tôi Tôi không biết có đúng hay không tôi bảo là một trong lý do ông Biden thắng và một số uh, Người thiểu số thắng là nhờ Cái lá phiếu Việt Nam chẳng hạn Tôi từng có uh, nữ dân biểu tiểu bang Betty Nguyễn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Bi Nguyễn. Bi Nguyễn. Bi ừ. Nguyễn. Bi Nguyễn, Nguyễn. Cô này cũng là ứng cử cái chức mà bộ trưởng Hải dạ, chính mà ừ. đó. Đó. Cộng đồng Việt Nam nó đóng vai trò quan trọng. Rồi uh, Arizona. À, tại sao? Ừ. California nhà đắt quá. Dân ừ. thiểu số tôi chạy qua đó. Đúng không anh. Đúng không anh? Yes yes yes. Anh 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 yếu Tôi biết anh có bạn đấy. Chúng ta to con, con này. Đó. Chạy qua đó. Đó. Nó làm thay đổi thay đổi mức độ nào chúng ta chỉ biết mà rõ ràng có thay đổi tự nhiên như giờ chúng ta đi qua Arizona chúng ta thấy ngày xưa là uh, toàn là 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 là, sa mạc lái hoài không thấy người uh, da màu đâu cả lâu lâu thấy một ông chăn bò mắt xanh mũi ló, tóc vàng thì nhỏ đứng bây giờ tự nhiên chúng ta thấy là dân châu Á vô à, rồi mà cái thành phần nữa là gì dân gốc Hispanic họ đi kiếm việc làm họ vào Mỹ đúng không ban đầu có thể là bất hợp pháp thì gì đó dần dần trở thành hợp pháp họ có công việc làm họ đi đâu họ đi làm đến những cái nơi mà thưa quý vị công việc làm người da trắng không làm à cái này là lỗi tại da trắng nha <laughs> đừng hỏi tại sao nha trước hết tiên trách kỳ hậu trách nhân à, có những công việc người da trắng không làm để cho người không phải mắt xanh núi lõ tóc vàng sẽ nhỏ làm thì bây giờ quý phải trả giá đó là, cái băng, là ba cái tiểu bang Nevada, Arizona và Georgia, North Carolina cũng vậy luôn. À, bây giờ là cũng dân người là Hispanic, dân châu Á vô cũng nhiều. Đó. À. Còn cái Pennsylvania, Wisconsin, Michigan trước giờ da trắng dân chủ không anh dân mà lao động làm nghiệp đoàn tại sao giờ cũng thay đổi là sao anh Long có biết không? Ở trong chuyện này thưa quý vị, uh, xin mời kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi. Cái sự thay đổi thành phần dân số nó biểu hiện nó rất là uh, có con số nó cụ thể để chúng ta thấy. Trên màn ảnh quý vị đó là 7 tiểu bang chiến trường mà nó có những cái bão mà đã diễn ra năm 2020 trong cuộc tranh cử vừa qua. À, những cái màu xanh là tượng trưng là những cái tiểu bang mà ông Biden thắng và cái màu đỏ là cái tiểu bang mà ông Donald Trump thắng trong bảy cái tiểu bang chiến trường này. Thì bây giờ quý vị nhìn cái, cái hàng đầu tiên ở tiểu bang Arizona. Cái thành phần mà gọi là thử thay đổi về sắc tộc và chủng tộc ở tiểu bang này nó thay đổi rất lớn. Ở tiểu bang này những người mà họ là khai là họ là có Đến từ Hai thành hai sắc tộc khác nhau Hay là đến từ các chủng tộc khác nhau Thì cái số người này Nó tăng tới 1 triệu 230 ngàn người Trong khi đó Cái số người mà gọi là da trắng Ở đây nó lại giảm đi 925 ngàn người À quý vị thấy Nó có một cái sự thay đổi rất lớn Có nghĩa rằng là những người dân mang cái sắc tộc không phải là da trắng nó gia tăng ở tiểu bang Arizona nó tăng tới 1 triệu 230 ngàn nhưng cái số mà ngày so với ngày trước từ năm 2016 số người mà gọi là da trắng thì nó giảm đi tới 925 ngàn người và tính theo từng cái sắc tộc thì người ta thấy quý vị ở đây là những người gốc Latino là Hispanic Có một cái màu xanh là một cái cục cục bự hơn người da đen cũng đến đổ vào đây một khúc nhỏ hơn và những người châu Á cũng đổ về nơi đây. Nó làm thay đổi cái thành phần dân chúng ở tại tiểu bang này, thành phần dân số thay đổi, vấn đề chủng tộc thay đổi. Và chúng ta đi xem những tiểu bang khác kế tiếp như là Georgia, nơi ông Donald Trump và nó là thua đau ở tiểu bang này thì chúng ta thấy thay đổi đây cũng tương tự Số người mà đa sắc tộc từ hai chủng tộc trở lên 711.000. À, trong khi người mà da trắng mà thuần túy nó sụt giảm 460.000 và tính theo cái tỷ lệ thì thấy người gốc Hispanic là chiếm số đông trong cái sự thay đổi của những người đa sắc tộc kế đến là người da đen và kế đến là người châu Á. Và tương tự trên cái màn ảnh quý vị chúng ta thấy rằng là có một cái sự thay đổi rất lớn về cái thành phần chủng tộc. Ngay xưa chúng ta nghĩ rằng là, là nước Mỹ là của người da trắng. Bây giờ chuyện này nó hoàn toàn nó khác. Sự thay đổi ở tiểu bang này theo như màn ảnh quý vị thấy số những người da trắng càng lúc họ càng ít đi, trong khi những người thuộc lại sắc tộc khác nó gia tăng và sự gia tăng đó nó làm thay đổi cái tình cái địa chính trị ở tại nơi đây và cái sự thay đổi này nó đưa đến chiến thắng của ông Biden năm 2020 thưa anh Dũng. Vâng nói chung đó là không cần phải nói nhiều trở lại với cái bạn cái cái cái, cái, cái hồi nãy cái cái bạn về laptop này quý nhìn chúng ta không cần phải nói con số đi chúng nhìn chúng ta thấy cái màu nó lên rồi nó xuống không? những cái gì nó ấp lên cái là nó tăng thì nó xuống dưới là nó giảm đúng không? Yeah. chúng ta nhìn bảy cái tiểu bang này nãy thì tôi đã nói ba bốn cái tiểu ba tiểu bang kia rồi bốn tiểu bang kia rồi, rồi anh anh nhắc lại thì chúng ta nhìn yeah. ta thấy nè tất cả là người da trắng đều giảm ở bảy tiểu bang này Arizona là nhiều nhất rồi tới Michigan rồi Đại Khái Pennsylvania và chúng ta thấy là Hispanic da đen và châu Á đều tăng đều tăng chỉ có Wisconsin đó là da đen giảm và ở North Carolina Yardim tăng một tí xíu à, à có thấy không tăng một tí xíu à tí xíu rồi à. ở đây là giảm còn ta thấy tất cả đều tăng tăng đều còn đây ta thấy giảm hết à, nhìn là thấy rõ nhưng mà quý vị để ý đi như hồi nãy tôi nói đó Georgia đó giảm có 460 ngàn trắng thôi nhưng mà số Hispanic nè chúng ta nhìn nè nó gần bằng cái số giảm của trắng vừa thấy không à đó cái, cái 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 bán cái bán kính này là nó to gần bằng này và chúng ta nhìn cả ba cái cục này nó đều bự hết bây giờ ta cộng lại đi không cần biết con số nhưng chúng ta nhìn ba ừ. cục này mà cộng lại nó to hơn cục này nhiều đúng không quý vị thấy không cái cục này là bốn trăm sáu thì ba cục này nó cộng lại đó là nó 711 trăm chúng ta nhìn chúng ta thấy nè mà trong đó chúng ta để ý Asian ở châu Á nè, tăng khá lớn trong tất cả bảy tiểu bang này người ta thấy Georgia gốc châu Á tăng khá lớn thứ nhì là Pennsylvania thứ ba là nó cài này đó có không? Ba, ba cái cục này nó khá lớn đó, cục này lớn gần bằng cái cục da uh, đen ở bên georgia luôn đó đó nhiều đó chúng ta đủ thấy là nó có những cái thay đổi về mặt dân số thành ra thưa quý vị một lần nữa bảy tiểu bang này có thể là sau cuộc bầu cử năm nay uh, sẽ có một hai tiểu bang sẽ không còn trong cái gọi là uh, chiến trường nữa mà nó có thể là có tiểu bang mới chúng ta không biết nhưng mà người ta thường thường đó là thay đổi không có nhiều vấn đề đây là nó thay đổi con số rất nhỏ và con số nhỏ này là bây giờ, giờ là con số gì ông trump và bà harris đang nhắm tới cho nên đây là những người thực sự là vua những cử tri này thực sự là kinh là queen còn ừ. chúng ta những tiểu bang và đỏ xanh đó ràng chúng ta ăn mày đó là cái cơ chế bầu cử mỹ nó là như vậy chịu cũng chịu tin không tin tùy quý vị nhưng thực tế nó là như thế. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình sáng tiên ngày hôm nay mai, phật lòng độ dung chúc về gia đình ngày vui khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Episemon sáng ngày mai, thứ tư, 25 tháng 9, hai nghìn